Hello, xin chào toàn bộ nhé. Sự công nghệ nghe nén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm camera mini không dây siêu nhỏ có mã là S500 mọi nhé. Đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là cái mẫu camera cục áo S500 siêu nhỏ này. Mắt camera siêu nhỏ ngụy trang mắt cúc áo sẽ được lốp với một đoạn dây dù khoảng 20 cm với thân camera nhé. Thì ở đây có những cái nút này thì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một túi cúc áo giúp bạn thể là ngụy trang vào mắt camera nhé. Thì ở trong cúc túi này có rất là nhiều mắt này, cúc áo, cúc quần, đinh vít, rất là nhiều mắt. Thì các bạn chỉ cần ngụy trang vào mắt camera là được thôi. Đấy là một dây cắm sạc này. Thì camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng là đầy pin nhé. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra. Thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết rồi bạn nhé. Đó, tải ứng dụng lắp cam điện thoại này. Sau đó sẽ khởi động camera lên. Đó, kết nối wifi của camera như nào này. Kết nối xem từ xa như nào. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết rồi bạn nhé. Là các bạn chỉ cần làm theo từng bước ở trong này là có thể sử dụng được ok. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây S500 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tobi Đông Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tobi Đông Phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, rồi các bạn kết nối với camera, rồi sử dụng thôi bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera S500 và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối với điện thoại nhé. Đây là các phụ kiện đi. Đó, đây sẽ là phần mắt camera này, mắt camera siêu nhỏ nhé. Đoạn dây dù. Dây dù này thì rất là bền nhé. Các bạn có thể dùng 4 đến 5 năm mới hỏng cơ. Đó, dây thì bảo đơn vị nhà mình sẽ bảo hành cho các bạn 1 năm. Lỗi đổi mới dây nhé. Đó, trên thiết bị đây sẽ có những cái nút này. Đó, nút ngoài cùng đây sẽ là nút reset. Khi camera các bạn dùng lâu bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó không được sắc nét thì các bạn sẽ dí lên một nút này khoảng 10 giây để reset cam. On off đây sẽ là chức năng có thể là bật mở thiết bị nhé. Các bạn gạt sang on sẽ là bật thiết bị, còn gạt vào off sẽ là tắt thiết bị này. Đó, đây sẽ là chân cắm sạc này. Và dưới chân cắm sạc đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ bạn nhé. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB. Thì mình sẽ gắn vào trong thiết bị nhé. Rồi, các bạn sẽ gắn vào. Đó, cho bạn sẽ bật sang on. Đó, khi bạn bật sang on thì thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ lên như này là thiết bị đang hoạt động nhé. Cho nó sẽ kết nối thôi. Đó, thì để sử dụng được chiếc camera S500 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng bằng điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store tải này. Các bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Safari nhé. Các bạn gõ vào ô tìm kiếm này, gõ cho mình vào đây cái ứng dụng là lắp cam. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là lắp cam có biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng này lắp cam này về điện thoại rồi, sau đó bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục cài đặt, sau bạn sẽ chọn vào mục là wifi. Thì cái camera ngụy trang mắt cúc áo S500 này sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là chữ G đằng trước và một dãy số là không mật khẩu, thì các bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn đã kết nối xong như này thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Và sau đó bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải về. Rồi các bạn chọn cancel. Thì khi bạn chọn một cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Các bạn xem thì các bạn sẽ kích vào chữ online. Sau bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem nhé. Rồi mình sẽ quay cam về đằng trước cho các bạn xem. Và chất lượng của cái mẫu S500 này thì rất là nét bạn nhé. Cam di chuyển đến đâu là nhận chữ từ đó bạn nhé. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn sẽ chọn mình cái loa này. Alo, alo, alo. Mình sẽ tắt máy đi.
bạn muốn chụp ảnh thì bạn sẽ chọn bằng máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đấy. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ kích vào bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu video nhé. 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Muốn lưu lại video thì các bạn sẽ kích một lần nữa là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lắp cam. Tiếp theo thì hai hình tam giác này sẽ là giúp bạn thật là đảo chiều hình ảnh này, sang trái sang phải này, đảo chiều lên trên xuống dưới. Khi camera bạn quay một cái góc nó bị ngược chiều hình ảnh thì bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã đúng chiều như này rồi thì bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đấy. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời. Chế độ hình mặt trời này sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh nhé. Đó. Bạn cho chế độ ánh sáng cao lên này. Đó. Cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Đây, mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu này sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Đó. Các bạn cho màu đậm lên này. Cũng như bạn có thể giảm màu đi, cho màu nhảy nó nhạt đi bạn nhé. Đó, mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trăng, sẽ là chế độ ban đêm. Nhưng mà cái mẫu cúc áo 500 này là không có hồng ngoại nên là sẽ không quay được ban đêm bạn nhé. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ 1080 này, sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, khi bạn chọn độ phân giải hình ảnh lên thành 4K thì hình ảnh rất là nét nhé. Và cam di chuyển đến đâu là hình ảnh chạy từ đó này, nó sẽ không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết này. Mình sẽ soi chữ cho các bạn xem. Đó, rất là nét nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo 500. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung ở trong ứng dụng là lắp cam và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này nhé. Các bạn nên chọn vào một cài đặt này. Sau bạn sẽ chọn vào một cái device setting. Thì một password đây sẽ là giúp bạn thật là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập ở đây là một old password này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là mật khẩu mặc định nhé. Tiếp theo new password là các bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới. Cho bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của camera nhé. Tiếp theo sẽ là một SDK setting này. Sẽ là dụng mục giúp các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video và trong thẻ nhớ. Thì ở trong này nó sẽ có hai chế độ nhé. Mục auto record sẽ là mục ghi hình 24/24 là chỉ cần camera các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục alarm record này, sẽ là mục ghi hình khi có chuyển động, là bao giờ có chuyển động di chuyển qua mắt cam thì cam mới tự động ghi hình lại cho các bạn. Còn khi mà không có người di chuyển qua mắt cam thì nó sẽ không ghi hình lại nhé. Tiếp theo sẽ là mục video duration, là sẽ là mục giúp các bạn là chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Ví dụ bạn chọn là 5 phút thì cam sẽ lưu video là 5 phút một file, mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới đây. Format sẽ là giúp bạn là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một Cancel. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này. Trong mục Wi-Fi setting này thì cái camera ngụy trang mắt cục áo 500 nó sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa. Khi bạn đang gắn chiếc cam 500 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu Wi-Fi mà các bạn biết mật khẩu thôi, rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có Wi-Fi 3G 4G thôi, nó có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây ngụy trang mắt cụm áo mã này S500. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.